Vừa tròn 25 tuổi, Trần Vũ Hải Long quyết định lên kế hoạch đi lao động ở nước ngoài. Để đạt được các tiêu chuẩn làm việc tại Nhật Bản, Long phải trải qua nhiều khóa học tập trung. Việc cùng ăn, cùng ở và cùng học với các bạn ở khắp cả nước khiến Long và mọi người phải học cách sống trách nhiệm hơn trong một tập thể lớn. Cũng khó khăn chứ. Lúc ở nhà thì mình sống với ba mẹ, thì cái gì cũng được ba mẹ lo, còn ra đây mình phải sống tự lập. Thì ở đây rất nhiều anh em các vùng miền khác nhau, thì mình phải sống tập thể, ngoài đồng này kia để cho anh em có thể được tốt hơn. Đồ đạc phải tự lo, sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, giữ vệ sinh cá nhân cho cá nhân và cho cả tập thể trong phòng. Tại nơi Long học tập và sinh sống đều có những nội quy rõ ràng về cách sinh hoạt cá nhân cũng như tập thể. Chính vì vậy mỗi người đều phải rèn luyện sự tự giác và trách nhiệm vì cái chung. Thì khi mà sống trong cái môi trường tập thể này thì mỗi cá nhân đều có một cái trách nhiệm, ý thức chung. Thì ví dụ một bạn mà xả rác ra thì nếu mà bị phát hiện được thì cả phòng phải chịu trách nhiệm. Thì để như vậy, để không bị như vậy thì mỗi người trong phòng nhắc nhở nhau. Như các bạn đã biết thì Nhật Bản, đất nước Nhật Bản là một đất nước giàu tính kỷ luật và đoàn kết. Vậy khi các bạn đã được rèn luyện ở trung tâm mình, các bạn sẽ học được cái tính như vậy. Thì sang bên kia các bạn sẽ nhanh chóng hòa nhịp và bắt nhịp được với cuộc sống ở bên kia. Tham gia công tác tuyển dụng rất là nhiều năm, thì tôi đánh giá về các bạn về thực tập sinh đi Nhật ấy, thì các bạn trước khi vào đây thì các bạn cũng có nhiều bạn, tức là vẫn còn cái lối sống ở quê, rồi thì những cái lối sống nó chưa gọi là tác phong, nó chưa gọi là kỷ luật. Nhưng mà sau một thời gian các bạn vào thì các bạn cũng thay đổi rất là nhiều về tác phong, rồi về đời sống, rồi về cái định hướng nghề nghiệp là các bạn cũng có cái định hướng rõ ràng, và đặc biệt là các cái tệ nạn thì các bạn cũng không có vướng mắc nữa. Đó là những cái điều mà tôi thấy là thành công nhất của những cái bạn mà đi thực tập sinh Nhật. Việc hy sinh những lối sống tự do cá nhân bước đầu có vẻ khó khăn, nhưng khi mỗi người đều rèn luyện cho mình được ý thức và trách nhiệm thì cuộc sống tập thể trở nên khoa học và thoải mái hơn. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho Long và các bạn khi hòa nhập với môi trường mới trong tương lai.